7 Vidura vào Long Cung Rồi Punaka đặt vị đệ nhất thiện nhân của xứ Câu Lâu ngồi đằng sau chàng và mang bậc hiền trí lỗi lạc ấy đến cung Long Vương. Khi đến cung điện huy hoàng vô song ấy, bậc hiền trí đứng sau Punaka và Long Vương nhìn thấy sự hòa hợp giữa hai vị liền nói với phò mã tương lai như ngài đã nói trước kia khanh đã lên cõi nhân gian đi tìm quả tim của bậc hiền trí nay phải chăng khanh đã chiến thắng trở về mang theo bậc đại trí vô song kia punaka đáp người mà đại vương mong cầu đã đến đó là bậc bảo hộ tiểu thần trong mọi việc người mà thần đã chiếm được bằng phương tiện chính đáng. Đại vương, hãy xem ngài thuyết pháp trước đại vương. Diện kiến với bậc thiện nhân sẽ đem lại an lạc. Long Vương ngâm kệ khi thấy bậc đại sĩ. 54. Người này đang đứng ngắm nhìn ta. Rồng chúa, người chưa thấy trước kia nên hoảng hốt vì lòng sợ chết giờ không thể nói được lời ra với ta trong lúc đầy kinh hãi đây chẳng phải người đại trí mà trong lúc long vương có ý nghĩ như vậy và mặc dù vua rồng không nói thẳng ra rằng vua không tôn trọng ngài ngài vẫn biết nhờ thượng trí cách cư xử cao đẹp nhất đối với mọi chúng sinh nên ngài nói với vua rồng 55. Thần không sợ tấu chúa rồng linh, bởi cái chết thần chẳng hãi kinh, nhưng tội nhân không quyền được nói với đao phủ nọ sắp hành hình, và ngài cũng chẳng nên đòi hỏi kẻ tội phạm kia đối đáp mình. Long Vương liền ngâm kệ tán thán bậc đại sĩ. 56. Đúng như ngài nói, hỡi hiền nhân ngài nói tránh chân một tội nhân không quyền nói với người hành quyết người ấy cũng không hỏi tội nhân sau đó bậc đại sĩ ân cần nói với long vương cảnh vinh quang huy hoàng oai lực cùng dòng dõi long vương của đại vương đều phải chịu sinh diệt chưa phải trường tồn bất biến thần xin hỏi đại vương Tâu Đại Vương, làm thế nào ngài hưởng được cung điện này? Có phải không do nguyên cớ gì cả, hoặc do một nhân duyên trước kia phát khởi ra chăng? Có phải do ngài tạo ra hay do chư thiên ban xuống? Xin hãy giải thích cho thần rõ. Tâu Long Vương, làm thế nào Đại Vương hưởng được cung điện này? Long Vương đáp lời chẳng phải không có nguyên nhân gì mà ta hưởng được cảnh này cũng không phải do một nhân duyên nào trước kia phát khởi ra cũng không phải do ta tạo hay chư thiên ban xuống mà ta hưởng thụ cảnh này do công đức của ta đạt được bậc đại sĩ lại nói đại vương phát nguyện ra sao và thực hành thánh hạnh như thế nào thiện nghiệp nào đã đưa lại phước quả này? Đó là cảnh vinh quang, huy hoàng, uy lực và dòng dõi Long Vương của Ngài cùng cung điện này, Tâu Long Vương. Long Vương đáp lại. Ở cõi trần thế, chấm cùng vương hậu đều rất tín thành và đầy lòng nhân từ. Tư thất của chấm biến thành khách đường. Các sa môn, bà la môn được cung phụng ẩm thực linh đình tại đó. Vòng hoa, hương liệu, dầu thơm, đèn đuốc, tọa sàng, tư phòng, y phục, lương thực. Chấm đều chuyên tâm cúng dường quảng đại tại đó. Ấy là hạnh nguyện và cách hành trì công đức của chấm. Còn đây là phước quả của công đức ấy. Cảnh vinh quang, huy hoàng, dòng dõi long vương cùng cung điện này thưa bậc trí giả bậc đại sĩ lại bảo nếu đại vương hưởng được cung điện này bằng cách ấy đại vương đã thấu hiểu quả báo của thiện nghiệp và luân hồi sinh tử vậy thì xin đại vương tinh tấn hành trì công đức để đời sau lại tái sinh vào chốn cung đình long vương đáp không có vị sa môn bà la môn nào đến đây để chẫm cúng dường vật thực. Vậy thưa tôn giả, xin cho chẫm biết điều chẫm đang mong cầu, đó là làm cách nào để chẫm lại có thể tái sinh vào chốn cung đình. Bậc đại sĩ bảo, có nhiều rồng rắn tái sinh trong chốn này, cùng với quyến thuộc, thê nhi, nô tỳ của chúng. Vậy xin đại vương đừng sát hại chúng bất kỳ bằng lời nói hay hành động xin đại vương thực hành thiện pháp trong lời nói cũng như hành động thế là đại vương sẽ được sống trọn đời trong cung điện này và khi từ trần sẽ lên cõi chư thiên sau khi nghe pháp thoại của bậc đại sĩ long vương nghĩ thầm bậc hiền trí này không thể xa nhà quá lâu vậy ta sẽ đưa ngài đến yết kiến vimala cho nàng nghe chân ngôn của ngài để xoa dịu nỗi ước vọng khát khao của nàng bấy lâu thế là ta sẽ làm đẹp lòng vua đa nhanh ra ra và đưa bậc hiền trí trở về là chuyện rất phải thế rồi ngài nói vị đệ nhất minh quân quả thật đang ưu sầu vì vắng ngài vì Ngài là cận thần của đại vương ấy. Một khi Ngài đã trở về đó, dù nay đang gặp hoạn nạn, khổ đau, thì người như Ngài cũng sẽ chóng tìm được an lạc. Bậc đại sĩ liền tán thán Long Vương. Đại vương thật đã phán lên những lời cao quý của thiện nhân. Đó là tránh pháp tối thượng. Chính trong những cơn nguy biến của cuộc đời như thế này, mà đặc tính của những kẻ như tiểu thần mới được sáng tỏ. Long Vương càng thêm hoan hỷ, liền ngâm kệ. 57. Chàng chiếm ngài không trả giá sao? Chàng hơn ngài lúc trổ tài cao. Chàng tâu thắng cuộc công bình lắm. Ngài thuộc quyền chàng bởi cách nào? Bậc đại sĩ đáp. 58. Năm mươi tám, Punaka thắng cuộc tranh tài với chúa thượng tôi lúc đánh bài. Ngài đã tặng tôi vì chiến bại. Công bằng chàng thắng, chẳng gì sai. Long Vương vô cùng hân hoan khi nghe những lời lẽ cao quý của bậc hiền nhân. Liền nắm tay bậc đại trí đệ nhất ấy, đưa vào diện kiến vương hậu. Này Vimala, vì vị này mà ái khanh đã xanh sao, hao mòn vóc ngọc bấy lâu. Cao lương đã mất hương vị dưới mắt khanh. Vì trái tim của vầng nhật này mà khanh đã chuốc lấy phiền não bấy lâu. Nay hãy nghe lời ngài cho kỹ. Khanh sẽ không còn dịp gặp lại ngài nữa đâu. Khi Vimala trông thấy bậc đệ nhất hiền trí, liền chắp tay cung kính và thưa với bậc đệ nhất hiền trí của xứ Câu lâu, với tất cả lòng hoan hỉ. 59. Người này đang đứng ngắm nhìn ta, rồng chúa, người chưa thấy trước kia nên hoàng hốt vì lòng sợ chết, giờ không thể nói được lời ra với ta trong lúc đầy kinh hãi. Đây chẳng phải người đại trí mà. 60 thần không sợ tâu chúa rồng linh vì cái chết thần chẳng hãi kinh nhưng tội nhân không quyền được nói với đao phủ nọ sắp hành hình vị này cũng chẳng nên đòi hỏi kẻ tội phạm kia đối đáp mình rồi long nữ cũng hỏi bậc hiền trí như long vương đã hỏi trước đây và câu trả lời của ngài đã làm nàng hoan hỉ như long vương vậy bậc hiền trí thấy rằng long vương cùng long nữ đều đẹp ý với câu đối đáp của ngài tâm trí càng kiên cường chẳng chút sợ hãi liền nói với long vương tâu đại vương đừng ngại gì có tiểu thần đây xin đại vương tùy ý sử dụng sinh mạng tiểu thần thịt da tim óc tiểu thần ích lợi được việc gì tiểu thần xin tuân hành Đại vương mặc tình định đoạt. Long vương đáp, trái tim của các bậc hiền nhân chính là đại trí. Hôm nay, vương tộc chúng ta được hoan hỷ chính nhờ đại trí của ngài. Vậy chàng thiếu niên có uy danh hoàn hảo kia, tức Punaka, hãy giữ công chúa vu quy ngay hôm nay, cùng đưa ngài trở về xứ câu lâu nói xong long vương varuna trao công chúa irandati cho punaka khiến chàng vô cùng hoan hỉ liền dốc hết tâm can với bậc đại sĩ bậc đạo sư tả lại sự việc như sau punaka vô cùng hoan hỉ vì đã chinh phục được long nữ irandati tâm hồn chàng đầy hạnh phúc chàng thưa với bậc đệ nhất thiện nhân xứ câu lâu. 61. Ngài đã làm ta được vợ tiên, ta mong đền đáp xứng người hiền. Ta cho Ngài ngọc vô song địch và rước Ngài về xứ sở liền. Lúc ấy, bậc đại sĩ ngâm kệ khác tán dương chàng. 62. Mong tình đôi lứa chẳng phai tàn, Do chính lòng hoan hỷ ngập tràn, chàng hãy tặng ta viên ngọc quý rồi mang ta trở lại quê hương. Sau đó, Punaka đặt vị đệ nhất thiện nhân xứ Câu Lâu vào chỗ ngồi trước chàng và đưa bậc đại trí tối thượng về thành Indapata. Chàng phi nhanh còn hơn cả tâm tư con người có thể bay bổng. Rồi Punaka đem vị đệ nhất thiện nhân của dân tộc Câu Lâu về thành Indapata. Sau đó, chàng nói với ngài. 63. Hãy ngắm thành đô trước mắt ngài, phố phường khả ái, các vườn xoài. Nay ta được vợ tiên như ý, ngài trở về nhà thỏa nguyện thôi. 8. Vidura trở về nhà cùng ngày hôm ấy đang lúc thủy triều dâng vào sáng sớm vua nằm mộng thấy ngay tại cung môn có cây đại thọ thân cây là trí tuệ cành lá là công đức và kết quả là năm sản phẩm cao quý của bò cái sữa tươi sữa đông bơ tươi bơ chín bơ đặc với đàn voi ngựa được trang hoàng rực rỡ vây quanh cùng đám đông dân chúng chắp tay cung kính đành lễ cây đại thọ bỗng một hát nhân mặc hồng bào hoa tai đỏ cầm khí giới trong tay đến chặt cây tận gốc mặc cho dân chúng phản đối và y kéo cây đi mất dạng xong y lại trở lại trồng cây vào chỗ cũ rồi giã từ lúc ấy vua hiểu mộng liền nghĩ thầm bậc trí giả vidura chứ không ai khác chính là cây đại thọ. Chàng thiếu niên đem bậc trí giả đi mất chính là người chặt cây dù cho dân chúng phản đối. Vậy chàng sẽ trở lại đặt ngài trước cửa tránh pháp đường rồi ra đi. Hôm nay ta sẽ được chiêm ngưỡng bậc trí giả ấy. Thế là ngài hoan hỷ ban lệnh cho cả kinh thành trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị tránh pháp đường sẵn sàng cùng bảo tọa trong mái đình rát đầy chân bảo. Còn ngài có cả trăm vị vua khác vây quanh cùng đám cận thần. Dân chúng từ thành thị đến thôn quê tụ tập lại đó. Ngài nói lời an ủi họ. Các khanh đừng lo gì. Các khanh sẽ gặp lại bậc hiền trí hôm nay. Ngài cũng ngồi trong chánh pháp đường. Mong đợi bậc hiền trí trở về lát sau punaka đem bậc đại sĩ đến đặt giữa đám đông ấy ngay cửa tránh pháp đường rồi cùng irandati trở về thiên giới của chàng bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau chàng punaka dòng dõi cao sang đặt vị đệ nhất thiện nhân của xứ câu lâu giữa đám dân chúng tôn sùng ngài rồi leo lên thần mã oai phong của chàng bay vút qua không gian. Vua vừa thấy ngài, lòng đầy hoan hỉ, vụt đứng dậy, ôm lấy ngài trong tay, và không chút ngần ngại, đặt ngài lên ngai vàng trước mặt vua ở giữa hội chúng. Sau khi chào hỏi thân hữu xong, vua đón tiếp ngài ân cần và ngâm kệ. 64. Khanh dẫn chúng ta tựa cỗ xe, dân câu lâu hỉ lạc tràn trề. Khi nhìn Khanh trả lời ta rõ, sao chàng niên thiếu để Khanh về? Bậc đại sĩ đáp, "65 đến 66. Chàng thiếu niên kia, Tấu Đại Vương, chàng không phải một kẻ tầm thường. Hỡi anh hùng, có từng nghe nói đại lực Punaka đại thần của Đại Vương đa văn thượng giới, có Long Vương nọ, đại hùng cường" Varuna ấy là danh tánh, đầy đủ oai phong với lực thần. 67 đến 68. Punaka ái mộ công nương, long nữ Irandati nõn nường, chàng lập mưu cho thần phải chết chỉ vì kiều nữ chàng yêu thương. Nay chàng được vợ tiên như ý, thần được phép về đến cố hương và bảo ngọc kia thần chiếm được là chân châu xứng truyền luân vương long vương hài lòng lối thần giải đáp vấn đề liên quan đến bốn cứu cánh của con người nên ban cho thần vinh dự nhận lãnh một viên bảo ngọc khi ngài trở về long cung vương hậu vimala hỏi ngài viên bảo ngọc của ngài để đâu rồi ngài liền kể lại tài thuyết pháp của tiểu thần khiến vương hậu ước ao được nghe pháp thoại ấy nên giả cách ước muốn trái tim tiểu thần long vương không hiểu rõ ước nguyện thật sự của bà nên bảo long nữ irandati mẫu hậu của con đòi trái tim của vidura vậy con hãy tìm cho được một hiệp sĩ có khả năng đem trái tim ấy về đây trong khi công chúa đi tìm nàng gặp thần dạ xoa punaka là cháu của đại vương vesavana biết chàng ấy đang yêu nàng say đắm nên đem chàng về trình phụ vương ngài liền bảo chàng nếu chàng đủ khả năng đem về cho trẫm trái tim của vidura chàng sẽ chiếm được công chúa thế rồi chàng dạ xoa ấy sau khi tìm được trên núi vepula viên bảo châu của một vị truyền luân vương liền đi đến đây chơi bài xúc sắc và chiếm được thần nhờ thắng cuộc và chàng ở lại tư thất tiểu thần ba ngày rồi chàng bảo tiểu thần nắm lấy đuôi thần mã của chàng ném tung tiểu thần lên không qua bao nhiêu cây cối núi non ở vùng tuyết sơn nhưng không giết được tiểu thần chàng liền nổi trận cuồng phong trong đệ nhất cảnh giới đầy cuồng phong ấy và tung tiểu thần lên đỉnh Hắc Sơn cao 60 dặm. Nơi đây, chàng hiện hình sư tử cùng nhiều hình quái vật khác tấn công tiểu thần, nhưng cũng không giết được tiểu thần. Cuối cùng, theo lời thỉnh cầu của chàng, tiểu thần bảo cho chàng biết cách giết được tiểu thần kế đó tiểu thần thuyết giáo chàng về thiện nhân pháp khi nghe xong chàng vô cùng hoan hỉ nên muốn đem tiểu thần trở về đây tiểu thần lại cùng chàng đi đến long cung thuyết pháp cho long vương cùng vương hậu nghe cả triều đình long vương đều thỏa dạ sau sáu ngày thần ở lại long cung long vương liền gả công chúa irandati cho Punaka. Chàng thỏa nguyện khi đã chinh phục được nàng nên ban tặng thần nhiều châu báu làm quả. Sau đó, Long Vương ra lệnh chàng đưa tiểu thần lên thần mã do ý chàng tạo ra. Chàng ngồi giữa, công chúa ngồi phía sau. Chàng đem tiểu thần về đây đặt giữa sân chầu, rồi cùng Irandati bay về kinh thành của chàng. Tâu Đại vương, như vậy là vì mỹ nữ chàng yêu, chàng đã dự định giết tiểu thần để cưới được nàng. Nhưng khi Long Vương nghe tiểu thần thuyết pháp xong, lại hoan hỉ cho phép thần ra về, và Punaka lại trao tặng tiểu thần viên bảo châu như ý, xứng đáng với một vị truyền luân vương. Vậy xin Đại vương nhận lấy bảo châu này nói xong ngài dâng bảo ngọc lên vua sáng hôm sau vua muốn thuật lại cho thần dân nghe về giấc mộng của mình liền kể câu chuyện như sau trước hoàng môn có một cây đại thọ thân nó là trí tuệ cành lá là công đức cây trái phát triển chín mùi theo lẽ tự nhiên trái của nó là năm sản phẩm của con bò cái cây được voi ngựa bao phủ chung quanh. Nhưng trong lúc mọi người đang đàn ca múa hát, một người lạ mặt đến chặt cây tận gốc rồi mang đi. Sau đó, cây lại trở về cung điện này của ta. Các ngươi hãy đến chiêm bái cây ấy. Các ngươi hãy biểu lộ lòng hân hoan của các ngươi vì chẫm bằng hành động vậy hãy đem thật nhiều tặng vật đến chiêm bái cây này. Bất cứ tù nhân nào trong quốc độ của chấm đều được thả ra hết, cũng như cây này được giải thoát khỏi cảnh giam cầm. Mọi người đều được trả tự do. Dân chúng hãy vui chơi hội hè suốt tháng này, cất hết cày bừa đi, hãy cung phụng các bà la môn đủ thịt và cơm gạo hãy để các vị ấy uống rượu ở chỗ riêng cho thỏa thích dù vị nào có kiêng rượu hẳn đi nữa cũng cứ rót thật tràn trề hãy mời luôn đám thảo khấu và canh phòng quốc độ thật cẩn mật để không ai làm hại láng giềng mình được hãy đến chiêm bái cây này khi vua đã ra lệnh như vậy các cung phi vương tử vệ xá bà la môn liền đem cho bậc hiền trí thật nhiều thức ăn uống các tượng sư vệ sĩ kỵ mã bộ binh liền đem thức ăn uống cho ngài dân chúng khắp thành thị thôn quê tụ tập lại thành từng đám đem tặng ngài thật nhiều thức ăn uống đám đông hoan hỉ chiêm ngưỡng bậc hiền trí sau khi ngài xuất hiện khi ngài mới đến họ vẫy khăn tay và gieo vang khúc khải hoàn một tháng sau hội hè kết thúc bậc đại sĩ muốn hoàn thành thiện pháp của một vị phật liền thuyết giáo cho dân chúng khuyên cáo vua và khi mạng chung ngài được lên thiên giới tuân theo lời dạy của ngài cùng theo gương vua dân chúng xứ câu lâu đã cúng dường và thực hành thiện pháp nên khi mạng chung đều đi lên cộng chú với chư thiên thật đông đảo sau khi chấm dứt pháp thoại bậc đạo sư nói không phải chỉ ngày nay mà ngay trước kia đức phật khi đã đạt tối thắng trí liền chứng tỏ tài năng tùy nghi phương tiện với cứu cánh rồi ngài nhận diện tiền thân vào thời ấy. Phụ mẫu của bậc hiền trí Chí chính là vương tộc ngày nay. Tránh Phi là mẹ của Rahula, La Hầu La. Vị trưởng tử là La Hầu La. Long vương Varuna là Sariputta, xá lợi vất. Kim sĩ điều vương là Mogonlana, mục kiền liên. Thiên chủ Sakka là Anuruddha, Anna Luật Đà. Vua Đa Nhanh Gia Gia là Ananda. Và bậc trí giả Vidura chính là ta.